Tao mệt lắm, tao mệt lắm tụi mày à. Hằng ngày tao phải làm rất nhiều việc, từ việc nước tới việc nhà. Nhưng mày đâu tha cho tao, mày bắt tao quay YouTube. Để tao ra mày quay clip xong rồi mày để mày hành hạ. Mày là con của tao hay tao là con của mày? Mày bắt tao cười mày kia tao ăn như tao là con của mày. Hôm nay tao bớt xúc.